giới thiệu cả anh em chai sản phẩm xịt đuổi chuột sinh học nhá, đến từ Tân Tiến Thành anh em nhá. Đầu tiên thì trước khi sử dụng anh em phải vệ sinh qua cái khoang máy đi, nó sạch sẽ thì cái độ bám mùi nó sẽ được lâu hơn. Thì cái chai này dựa trên cơ chế sinh học nó đuổi chuột dựa trên khứu giác của nó. Thì anh em xịt ở đây thì nó sẽ lưu hương lại, sạch sẽ thì nó sẽ lưu hương được khoảng tầm 15 ngày. Anh em mới phải xịt lại. Đây là sản phẩm chai xịt chuột này. Đây là chai bọt vệ sinh khoang máy công ty em đang cấp trực tiếp luôn. Sạch chưa anh em? Anh em lưu ý nhé, đây là một sản phẩm sinh học thì nó sẽ đuổi chuột dựa trên cái mùi của tinh dầu. Thì sử dụng đơn giản thôi, là anh em chỉ cần xịt vào những cái vị trí khoang máy động cơ, ở chỗ nào gọi là xịt cứ xịt hết là được. Đầu dây điện sản phẩm sinh học an toàn cho sức khỏe anh em nhá. Mùi thì không đồng quá đâu. Lưu ý là nó chỉ đuổi chuột đi thôi, không giết chuột, không độc hại. Đây, anh em có thể thấy là có thể xịt luôn trên tay, không có một chút gì gọi là độc hại luôn nhá. Anh em yên tâm.